Nếu các bạn quan sát những vật có xung quanh bạn, bạn sẽ nhận ra rằng phần lớn những vật đó là những vật được lắp ráp. Để tạo ra từng chi tiết của những vật đó, ta cần nung chảy nguyên liệu như kim loại, nhựa hay cao su và đổ vào những chiếc khuôn công nghiệp. Vậy khuôn được chế tạo như thế nào? Để làm ra một chiếc khuôn để đổ nhựa, ta cần phải tìm đến một nhà sản xuất các loại khuôn để thiết kế và sản xuất một chiếc khuôn phù hợp có thể dùng để đúc nhựa. Để làm được điều này, người sản xuất cần sử dụng tới những thanh thép mạ chrome, là một loại kim loại có độ bền rất cao, có khả năng chịu lực tốt khi ta ép liên tục để đúc các sản phẩm bằng nhựa. Người ta tập hợp rất nhiều những thanh kim loại để tạo ra cái mà người ta gọi là khung sườn chassis. Họ đưa chassis vào một máy phay để gọt những thanh kim loại có kích thước chuẩn. Thao tác này rất quan trọng, bởi vì nó cho phép ta có thể gia công chassis chuẩn nhằm tạo ra khuôn đạt theo đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật với độ chính xác 1/100mm. Khuôn luôn gồm có hai nửa. Một nửa gồm có rất nhiều thành phần. Người ta đụng những lỗ tại những điểm chính xác trên khung chassis để thanh trên khớp chính xác vào lỗ, giữ cho hai nửa được khớp với nhau khi ta đổ nhựa. Máy công cụ sẽ tiếp tục công việc điều chỉnh chi tiết và đánh nhãn bề mặt nhằm thực hiện khâu gia công với độ chính xác cao, biến chassis thành khuôn. Một chiếc máy công cụ khác được máy vi tính điều khiển có tên là CNC gia công chassis từ từ và mài mòn khối thép từng chút một để tạo hình cho từng chi tiết. Để tạo ra chi tiết này, người ta mất tới 20 giờ gia công. Phần lớn những chi tiết trên khuôn sẽ tiếp tục được đưa tới một máy công cụ tiếp theo. Máy đó sẽ thao tác những chi tiết mà máy CNC không làm được. Chiếc máy công cụ thứ hai này có nhiệm vụ làm ra những điện cực bằng đồng có hình dạng giống như một chi tiết nhựa mà ta muốn sản xuất để làm chi tiết cho xe xích nhỏ có dụng cụ trượt tuyết. Sau khi đã mài nhãn điện cực để đảm bảo tạo ra khuôn đúc hoàn chỉnh, chúng ta có thể giám sát kích thước của sản phẩm bằng một dụng cụ đo đạc chính xác. Điện cực được đưa xuống tiếp xúc với cỗ máy ở phía dưới để tiến hành điện phân. Ở phía dưới có nửa còn lại của khuôn. Nửa này đã được tạo hình một phần ở cỗ máy thứ nhất. Một dòng điện cường độ cao sẽ truyền qua điện cực và in xuống khuôn, tạo thành hình của điện cực trên nửa khuôn đó. Sau khi gia công, công nhân đục những khe hở làm lạnh. Trong đó, người ta luồn một thiết bị làm lạnh giúp tăng tốc quá trình làm nguội của sản phẩm nhựa. Một số sản phẩm nhựa thường có tên nhãn mác in trên đó. Chính vì vậy, ta cần phải khắc các chữ ngược ở trong lòng của khuôn. Sau khi đúc nhựa xong, dòng chữ sẽ trở thành dòng chữ thuận và nổi trên bề mặt sản phẩm. Sau khi gia công, bề mặt bản in vẫn còn sần sùi. Người ta tiến hành đánh bóng để thu được một chiếc khuôn hoàn chỉnh. Đây là hai nửa khuôn đúc nhựa đã được hoàn thiện. Cột và những lỗ cắm khớp với nhau để khuôn khít được khi ta đổ nhựa tan chảy. Khi nhựa nguội lại và cứng lại, ta chỉ cần lấy sản phẩm nhựa ra khỏi khuôn. Để sản xuất một vài sản phẩm như những nút điều khiển trên tàu thủy này, người ta dùng tới phương pháp đúc khuôn chia thành hai giai đoạn. Trước hết, ta đúc khuôn một chassis bằng nhựa trắng và cứng. Sau đó ta đặt chi tiết nhựa trắng đó vào một chiếc khuôn khác và thêm phần mặt bằng nhựa xám pha cao su. Phần nhựa mềm này sẽ phủ ngoài toàn bộ nút nhựa và tạo ra một lớp bọc rất đẹp. Ngoài ra, người ta còn sản xuất khuôn để làm nhiều loại vật liệu khác như nhôm hoặc cao su. Những chiếc khuôn này sẽ được sản xuất từ những kim loại khác nhau nhưng luôn được thực hiện với cùng một phương thức giống nhau.